Bản tin trưa ngày 3 tháng 9. Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi các diễn biến thời sự trong nước và trên thế giới trong bản tin trưa nay, ngày 3 tháng 9. Bản tin sẽ gồm có những nội dung chính sau đây. Tin thế giới. Nhiều nghiên cứu đánh giá tích cực hiệu quả của thuốc chống sốt rét trên bệnh nhân COVID-19. Đức nói, lãnh đạo đối lập Nga, ông Navalny bị nhiễm chất độc thần kinh Novichok. Ấn Độ cấm thêm 118 ứng dụng điện thoại của Trung Quốc. Báo cáo Mỹ cho biết, Trung Quốc sẵn sàng chiếm Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng phản bác. Tin tại Việt Nam, Phủ Tây Hồ lại phải đóng cửa vì lượng người đổ về đông đột ngột. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 27.500 người bị ảnh hưởng do COVID-19. Vụ ngộ độc pate Minh Chay, ba cơ sở đẩy trách nhiệm cho nhau, ai sẽ bồi thường cho các nạn nhân? Và sau đây là thông tin chi tiết. Liên quan đến tình hình dịch bệnh virus Vũ Hán, trong 24 giờ qua, toàn cầu chứng kiến sự tăng vọt trở lại các ca nhiễm, với hơn 280.000 trường hợp mắc mới được ghi nhận và thêm gần 6.300 ca tử vong. Cũng xin lưu ý rằng, con số này liên tục biến động bởi lẽ khung giờ và cách thức cập nhật số liệu của mỗi nước có thể khác nhau. Hoa Kỳ hiện là vùng dịch lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới trong ngày đang có dấu hiệu chững lại ở mức 40, tức là dưới 40.000 ca. Trong lúc đó, mối lo lắng của các chuyên gia y tế lại đang chuyển về phía Ấn Độ, do số ca nhiễm mới đã tăng vọt và hiện đang cho dao động xung quanh mức 80.000 ca mỗi ngày. Liên quan đến phương pháp điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán, ông Adam Mike, người sáng lập ra trang Natural News và là chuyên gia về các biện pháp chữa trị tự nhiên cho biết, nghiên cứu dữ liệu tổng hợp từ các nước đã chỉ ra rằng việc sử dụng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine có thể giúp giảm đến 73% số ca tử vong vì virus corona. Tất nhiên là hiệu quả còn tùy vào phác đồ cụ thể. Hiện trong giới y khoa toàn cầu vẫn tồn tại hai loại quan điểm trái ngược nhau của loại thuốc này đối với COVID-19. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ, FDA, đã thu hồi giấy phép sử dụng hydroxychloroquine vào hồi giữa tháng 6, sau gần 3 tháng cho phép dùng nó. Website c19study.com thống kê lại hàng chục các nghiên cứu đã được công bố về hiệu quả của loại thuốc này trên các bệnh nhân, trong đó đa số là kết quả khả quan, đặc biệt nếu dùng loại thuốc này từ sớm và kết hợp với một số kháng sinh khác. Tuy nhiên, cho đến nay, hầu hết giới y tế toàn cầu đều chưa cho phép dùng hydroxychloroquine cho các bệnh nhân. Điều này làm dấy lên một lo ngại về sự độc quyền, thao túng thị trường dược phẩm, thậm chí là chính trị hóa loại thuốc này. Tiếp theo là một tin tức chấn động tại châu Âu. Đức nói, lãnh đạo đối lập Nga ông Navalny bị nhiễm chất độc thần kinh Novichok. Tờ Fox News đưa tin, chính phủ Đức hôm thứ Tư thông báo, các xét nghiệm được thực hiện trên các mẫu lấy từ nhà lãnh đạo đối lập Nga, ông Alexei Navalny, cho thấy kết quả dương tính với chất độc thần kinh Novichok. Chất độc Novichok này có nghĩa là lính mới trong tiếng Nga, thuộc độc tố thần kinh cực mạnh do Liên Xô phát triển trong những năm 1970 và 1980, với mật danh là Foliant. Một số biến thể của chất này được ước tính là độc hơn chất độc thần kinh 15 từ 5 cho đến 8 lần. Chất 15 bị Liên Hợp Quốc liệt vào dạng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trước sự kiện này, chính phủ Đức chính thức tuyên bố đây là hành động kinh hoàng và yêu cầu chính phủ Nga đưa ra lời giải thích. Còn phía Nga hôm thứ Tư vẫn cho biết họ vẫn chưa được thông báo về việc Navalny bị đầu độc. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói, những thông tin như vậy đã không được chuyển tới chúng tôi. Đã có nhiều trường hợp trong những năm qua, những người phản đối Tổng thống Putin tuyên bố họ là nạn nhân của những vụ đầu độc hoặc nghi ngờ bị đầu độc dưới bàn tay của các đặc vụ Nga. Livinenko, một cựu điệp viên đã đào tẩu khỏi Nga năm 2000, chạy trốn tới London và bị ốm nặng sau khi uống trà có tẩm chất phóng xạ polonium 210. Ông đã trải qua 3 tuần cuối cùng của cuộc đời trong đau đớn và với cái chết chậm rãi. Chuyển qua tin tại châu Á, Ấn Độ cấm thêm 118 ứng dụng điện thoại của Trung Quốc. Fox News đưa tin hôm thứ Tư, ngày 2 tháng 9, Ấn Độ đã tiếp tục cấm 118 ứng dụng di động khác, bao gồm cả ứng dụng trò chơi điện tử PUBG của hãng Tencent Trung Quốc. Đây vốn là ứng dụng phổ biến nhất ở quốc gia này, với gần 33 triệu người chơi. Ngoài PUBG, các ứng dụng bị cấm bao gồm Baidu,
Baidu Express Edition, Tencent Watchlist, FaceU, WeChat Reading và Tencent Weiyun. Bộ Công nghệ Ấn Độ cho biết các ứng dụng này đe dọa chủ quyền và tính toàn vẹn của đất nước và nhấn mạnh thêm rằng các ứng dụng này thu thập và chia sẻ dữ liệu một cách lén lút và xâm phạm dữ liệu cá nhân và thông tin người dùng. Hồi tháng 7, Ấn Độ đã cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc, trong đó có TikTok. Động thái này diễn ra sau một cuộc đụng độ biên giới với Trung Quốc, khiến hơn 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Chuyển qua một tin tức về Trung Quốc. Báo cáo Mỹ cho biết Trung Quốc sẵn sàng chiếm Đài Loan. Trung Quốc lên tiếng phản bác. Theo Taiwan News, một báo cáo mang tên Báo cáo Sức mạnh Quân sự Trung Quốc năm 2020 của Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận về khả năng Bắc Kinh xâm lược Đài Loan thông qua vũ lực. Báo cáo nêu bật quyết tâm của Bắc Kinh trong việc chiếm Đài Loan thông qua bất kỳ phương tiện cần thiết nào. Nó cũng cho thấy sự mất cân bằng quân sự ở eo biển Đài Loan khi ngân sách quốc phòng của Trung Quốc gấp gần 15 lần so với của Đài Loan. Báo cáo cũng cho thấy Bắc Kinh đã chuẩn bị những phương thức để đạt được mục đích của mình, bao gồm từ phong tỏa hàng không và hàng hải cho đến một cuộc xâm lược đổ bộ quy mô toàn diện. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã tăng cường khả năng để sẵn sàng cho một cuộc xâm lược, nhưng do dự chưa thực hiện vì e ngại sự can thiệp của quốc tế. Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào ngày 2 tháng 9 đã lên tiếng chỉ trích gay gắt báo cáo này. Họ cho rằng nó hoàn toàn sai và đã hiểu sai về chính sách quốc phòng và chiến lược quân sự của Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Ánh nói với các phóng viên ở Bắc Kinh rằng tham vọng của Trung Quốc là minh bạch và hòa bình và trên thực tế, sức mạnh quân sự của PLA là kém xa so với Hoa Kỳ. Thông cáo của Trung Quốc cho rằng báo cáo của Lầu Năm Góc đã bôi nhọ quá trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc, cũng như việc chi tiêu quốc phòng, chính sách hạt nhân và các vấn đề khác. Bắc Kinh cáo buộc đó là cách Mỹ tung tin đồn nhằm bao biện cho việc chi tiêu quốc phòng của Hoa Kỳ ở mức cao nhất thế giới. Ở một diễn biến khác, Trung Quốc đình chỉ nhập lúa mạch của Úc. Hôm thứ Ba, ngày 1 tháng 9, Trung Quốc đã quyết định đình chỉ nhập khẩu lúa mạch từ nhà sản xuất ngũ cốc lớn nhất của Úc, CBS Grain. Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, các lô hàng lúa mạch từ công ty CBS đã bị tạm dừng sau khi nhiều lần phát hiện thấy sâu bệnh gây hại. CBS bác bỏ cáo buộc này. Họ nói, CBS đã không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào để hỗ trợ cho những tuyên bố này. Tất cả các hàng hóa đã được kiểm tra lại và xác nhận tất cả đều đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch thực vật xuất khẩu của chính phủ Australia. Và họ rất thất vọng khi biết tin về việc đình chỉ, tờ New Daily dẫn lời phát ngôn viên của CBS. Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc đánh các mức thuế khổng lồ đối với các hàng lúa mạch của Úc vào tháng 5 và tiến hành các cuộc thăm dò đối với rượu vang xuất khẩu từ Úc, trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra đang ngày trở nên xấu đi. Cách đây hơn 2 tuần, một phóng viên người Úc gốc Hoa cũng đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ mà không nêu lý do. Mời quý vị tiếp tục theo dõi các tin tức tại Việt Nam. Phủ Tây Hồ tại Hà Nội phải đóng cửa vì lượng người đổ về đông đột ngột. Theo Tuổi Trẻ Online, vào khoảng 18:30 ngày hôm qua, ngày 2 tháng 9, tức rằm tháng 7 âm lịch hay ngày Vu Lan hàng năm, lượng người đã đổ về Phủ Tây Hồ tăng đột biến. Vì vậy, Ban Quản lý Di tích đã quyết định đóng cửa phủ sớm hơn 2 tiếng so với dự kiến. Theo ông Đỗ Ngọc Long, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An, Tây Hồ, việc tạm dừng đóng cửa di tích Phủ Tây Hồ sớm hơn nhằm đảm bảo giãn cách, tránh tình trạng đông đúc lộn xộn. Trước đó, vào ngày 19 tháng 8, tức ngày 1 tháng 7 âm lịch, thì Phủ Tây Hồ cũng đã buộc phải đóng cửa vì lượng người đến chùa quá đông, chen lấn, xô đẩy để cúng bái, gây mất kiểm soát. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 27.500 người bị ảnh hưởng do Covid-19. Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã đề nghị sử dụng nguồn quỹ vận động để hỗ trợ người lao động tự do bị mất việc làm, cuộc sống khó khăn do Covid-19. Khảo sát bước đầu tại 24 quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có gần 27.500 người, trong đó có 6.700 người ngoại tỉnh thuộc diện trên. Mức hỗ trợ cao nhất là 1 triệu đồng một người, dự kiến được trích từ quỹ phòng chống Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Người lao động sẽ nhận được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện như sau: không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo thành phố Hồ Chí Minh là dưới 3 triệu đồng một người một tháng, cư trú hợp pháp tại địa phương và làm công việc thuộc các lĩnh vực ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động trong tháng 4 năm 2020. Và tin cuối cùng trong bản tin trưa hôm nay. Vụ ngộ độc pate minh chay,
ba sở đẩy trách nhiệm cho nhau, ai sẽ là người bồi thường cho các nạn nhân? Liên quan vụ nhiều nạn nhân bị ngộ độc do dùng sản phẩm pate minh chay, vào ngày 1 tháng 9, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã đề nghị Công an thành phố Hà Nội điều tra, xác minh và xử lý. Theo Bệnh viện Bạch Mai, thuốc giải độc có giá 8.000 đô la Mỹ, tương đương với 190 triệu đồng mỗi liều. Về vấn đề ai sẽ bồi thường cho các nạn nhân, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật chính pháp trả lời báo Zing News cho biết. Theo Điều 53 Luật An toàn Thực phẩm 2010 quy định, tổ chức cá nhân cung cấp thực phẩm mà gây ngộ độc thì phải chịu toàn bộ chi phí điều trị cho người bị ngộ độc. Còn luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch phân tích theo Nghị định 115 năm 2018 của Chính phủ thêm rằng, bên gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm có thể bị phạt tới 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với các tổ chức sản xuất, cung cấp hay bán thực phẩm. Về hình sự, Điều 317 Bộ Luật Hình sự, tùy tính chất, mức độ mà người phạm tội sẽ bị phạt từ 50 triệu đồng, phạt tù thấp nhất 1 năm, cao nhất là 20 năm. Đánh giá vụ ngộ độc hàng loạt liên quan đến việc sử dụng sản phẩm pate minh chay là nghiêm trọng, luật sư cũng đề cập đến trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, cái này không phụ thuộc lĩnh vực ngành công thương, tôi cũng đã lướt qua vấn đề này như vậy thôi, nếu cần thông tin sâu thì làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội trả lời, cơ quan chủ trì các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm là Sở Y tế. Còn ông Trần Ngọc Tụ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội thuộc Sở Y tế lại cho biết, cơ sở sản xuất pate minh chay sử dụng nguyên liệu từ các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới là nơi cấp giấy chứng nhận và tiếp nhận các công bố sản phẩm. Trước tình hình các bộ ban ngành đẩy trách nhiệm sang nhau, các bệnh nhân, người dân và những người tiêu dùng hiện vẫn hoang mang, không biết nên giải quyết việc này thế nào và liệu họ có thể tin rằng các cơ quan chuyên ngành về an toàn thực phẩm đứng ra bảo vệ họ hay không. Và những thông tin trên đây đã kết lại bản tin trưa nay của chúng tôi. Mong quý vị có một buổi trưa nghỉ ngơi an lành và một ngày làm việc thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay.